Siro à, hôm nay chính là trận chiến sinh tử giữa em và anh. Anh đã sẵn sàng chưa? Không cần à, hôm nay là trận chiến tử và sinh với em. Em đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên là sẵn sàng rồi. Mau móc kiếm ra đi anh. Em đã sẵn sàng cây rìu trên tay rồi. Em sẽ chặt người anh ra thành trăm mảnh. Ai chơi vậy không công bằng mà. Ủa là sao? Cái kiếm anh có chút ép mày cầm cho cây rìu đi sao chơi? À, ừ ha, cũng đúng ha, cây kia cái cây kiếm của Rô nhỏ xíu à, còn cây rìu em bự quá, chơi vậy thì không được, chơi vậy ăn gian rồi. Dạ thôi bây giờ thế này đi, mình sẽ không đấu với nhau bằng kiếm nữa mà mình đấu với nhau bằng nhẫn thuật. Rô thấy sao? Được không? Dạ anh muốn chơi nhẫn thuật nè, anh chơi nhẫn thuật với em luôn. À, hồi sáng nay sư phụ mới dạy cho em và anh nhẫn thuật tàng hình đó. Rô có biết nhẫn thuật tàng hình không? Sao ngủ trong lớp à? Hả? Cái gì? Ngủ trong lớp? Ngủ gục trong lớp hả? Trời ơi, sư phụ dạy anh nhẫn thuật mà anh dám ngủ gục ở trong lớp hả? Vậy là anh thua chắc rồi. Xem em đây. Ơi, lấy quyển nhẫn thuật tàng hình đây nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn hãy coi Phong làm nhẫn thuật cho bạn xem nè. Đây, bạn thấy Phong không? Ok, Rô nhìn em này nha. Ơi, nhẫn thuật tàng hình ninja Phong Cận. Ha! Đó! Biến mất luôn, ghê chưa? Đố Rô thấy em ở đâu luôn á. Cho anh thử, cho anh thử. Thử cái gì mà thử, coi em hiện hình lại nè. Ôi, hiện hình. Xa. Đấy, ghê chưa. Trời ơi, Rô làm sao làm được giống như em. Vậy là Rô thua rồi nha, em thắng rồi đó. Nhìn anh này, nhìn nè Phong. Hả, nhìn gì? Thấy gì cái tay anh không? Anh cũng có nhận thực tàn hình sao? Đúng rồi, hãy xem ở đây, thật ra là bấy lâu nay anh là chủ tịch giả vờ nghèo thôi. Nhìn nào, 1, 2, 3. Ủa, không có gì vậy? Cái ông này tào lao, tôi chẻ đầu ông ra bây giờ. Vậy là Rô thua rồi nha, em thắng rồi nha. Em nhẫn thuật của em giỏi hơn Rô. Wait a minute. What? Ê, trời, Rô biến mất luôn các bạn ơi. Tao đã mất tiêu rồi, cứu tao rồi. Trời ơi, ông học nhẫn thuật tàng hình mà ông không biết hiện hình hả? Rồi xong, Rô hiện hình rồi nè. Ôi các bạn ơi, vậy là Rô cũng biết tàng hình nha, mình cũng biết tàng hình luôn. Vậy là mình với Rô bằng điểm nhau rồi. Ôi, hai đứa mình giỏi quá rồi, anh em mình giỏi quá. Yeah, cái nè, đó. Ha, ok bạn ơi, hình như từ nãy giờ mình quên chào mấy bạn đúng không ta? Sao từ trước giờ mình cứ quên chào mấy bạn hoài trời. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Đó. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn, đó chính là anh Siro siêu ngáo bạn ạ. À. Đó, Siro siêu ngáo nha. Chào bạn đi Rô. Chào bạn đi. Phải gọi là Siro đẹp trai vô địch thanh lịch khắp vũ trụ. Tào lao Siro ngáo, ngáo thì có. Chào chào mọi người đi anh, chào đi. Hello anh em, và bây giờ mình sẽ biểu diễn cho anh em coi ảo thuật. Trời ơi là trời, ông cứ nghịch cái thuật tàng hình hoài nha. Ờ đúng rồi, mấy bạn thấy gì không? Đó, bọn mình mới vô học được một cái thuật tàng hình mấy bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao mình lại học được cái thuật này không? Thì đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là một ngôi làng ninja các bạn ơi. Và ngôi làng ninja này trong đây là có rất là nhiều người biết nhẫn thuật ninja luôn. Bởi vậy á, cho nên là mình với Rô mới quyết định bọn mình sẽ đi học nhẫn thuật ninja. Đó, mà không chỉ có mình với Rô nha, có cả gọi là Simi và anh Mr. Dịch nữa, tứ trụ diệt quỷ sẽ đi học nhẫn thuật ninja để bọn mình có thêm những cái nhẫn thuật mạnh hơn để mình tiêu diệt những con yêu quái các bạn. Đó, nghe xịn xào con bò cười chưa? Ok. À mà quên nữa, và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy vô bên kênh YouTube của anh Siro cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Đó, ok. Còn bây giờ các bạn hãy xem mình nè. Hỡi, tàng hình. Boom. Đó, ghê chưa? Bây giờ mình đã tàng hình mất tiêu các bạn ơi. Đó, chỉ mấy bạn chỉ còn thấy được có mỗi cái bóng của mình thôi chứ không còn thấy được mình đâu, bởi vì mình đã tàn hình rồi đó, thấy không? Xịn xò chưa? Đó, thì có bạn nào muốn học cái nhẫn thuật tàn hình này không? Bạn nào muốn thì nhớ bình luận lại, mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Ok. À mà khoan. Rồi. Rô. Gì? Gì? Ủa anh đâu rồi? Anh vừa mới học được nhẫn thuật leo cây. Ha ha. Trời. Trời ông leo đó làm gì? Ông bắt cua rồi, ông bắt cua hoài vậy. Xuống đây em nói nghe nè, xuống đây. Xuống đây Rô. Gì? Ơi, rồi em đói bụng quá. Bây giờ Rô có gì ăn không? Rô cho em ít đồ ăn coi. Ôi Phong. Hả? Thật ra anh vừa định cử em đi ăn luôn á. Chúng ta có thần giao cách cảm. Trời ơi vậy hả? Trời ơi bọn mình gọi là đúng là anh em tốt. Ủa nhưng mà khoan, giờ ăn gì? Anh muốn rủ em đi ăn gì? Anh nghe nói là ăn cua John bên kia nó vừa mở quán ăn kinh doanh đồ ăn. À, Kai Ron mới vừa mở quán ăn hả? Trời ơi, đã vậy. Ôi, vậy là giờ hai đứa mình đi qua bên quán của Kai Ron rồi mình ăn ủng hộ đi anh, được không? Người quen trả giá được, người quen trả giá được. Trả giá gì mà trả giá, trời ăn của người quen còn trả giá được. Đi, qua nó ăn, Ui, có phải cái quán bên kia không anh? Đúng rồi, giờ mình xách cháo ra mình kiếm đó. Không, tào lao, tào lao. Ông đi ăn chứ đâu phải là ông đi ăn cướp đâu mà ông xách cháo, ông kiếm nó. Tào lao, ok à, thôi đi. Hóa ra đây chính là quán ăn của Kairon sao. Ui, hello Kairon.
Ôi, mãi vô. Ây da, hôm nay được mấy huynh đệ tới đây ghé thăm để mua đồ ăn đấy hả? Mấy huynh đệ muốn ăn gì? Đúng rồi, hôm nay bọn tôi qua đây để thăm Kairon nè, sẵn là qua để ăn bánh luôn nè. Trời ơi, sao nhà Kai bán nhiều bánh kem ngon thế? Trời ơi, bánh kem này là bánh kem nhà làm đó nha, hơi bị đặc biệt, hơi bị ngon luôn. Wow, bánh kem nhà làm hả? Trời ơi, cho ngay 10 cái liền, nhanh lên, cho ngay 10 cái. Rồi, ăn 10 liền cái nè. Luôn, được. Nhầm, được, 1 cái. Rồi, cho giá rẻ luôn. 2 cái, rồi thêm đi, cho thêm đi 10 cái luôn cho tôi. Rồi. Rồi, cho thêm luôn. Trong rương có không hay ở đâu có không, lấy ra nhanh đây lên nè, trời ơi bụng quá à, quý khách ăn, trời ăn hết đi quý khách ơi, trời ăn hết luôn rồi nò quá, ăn cho đã luôn, lại vô ơi quá đã, cảm ơn Kai nha, này miễn phí đúng không? Ê bậy, bạn miễn phí đâu, miễn phí bạn, trời mấy huynh đệ đây toàn đi ra không mà ăn miễn phí lần sao à, đúng rồi, người nhà mà miễn phí đi rồi sau này em qua nhà anh em ăn cơm miễn phí nha. Trời ơi, thôi được rồi, mình giỡn với bạn xíu thôi đó. Ủa mà Kai ơi, mình hỏi bạn này nha, bạn ăn bánh nhiều vậy mày không sợ mập hả? Gì? Cái đâu mập? Tôi thấy bạn bán bánh thì tôi sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một người ăn rất là nhiều bánh luôn. Bộ bạn không sợ mập hả? Ừ, đúng rồi. Ủa? Tính ra là mỗi ngày bây giờ tôi ăn bánh thay cơm luôn á. Trời, wow, Kairon có bí quyết gì mà giúp cho giảm cân nhanh vậy? Mặc dù là Kairon là chủ tiệm bánh nhưng mà Kairon không hề mập. Trời, cái này nói chung á là bí quyết của mình hết bạn ơi, bạn nhìn mình thấy không? Ngày nào mà mình cũng ăn bánh mà giờ bạn nhìn mình nè, à, đó, người mình ốm nhom ốm nhách nè, body 6 múi nè, gần 6 múi rồi đó. Đây chắc người theo múi ba. Buồn quá anh em ơi, vậy chẳng tiếc thay cho mình các bạn ạ, biết sao? Mình không có ăn bánh nhiều mà mình chỉ hít không khí thôi mình cũng mập nữa, còn Kairon ăn quá trời mà Kairon không mập. Trời ơi là trời. Thôi rồi. Ăn rồi, ăn nhiều rồi. Trời ăn quá trời vậy. Ok rồi. À, cảm ơn Kairon nha. Còn bây giờ bọn mình xin cáo lui, tạm biệt. Ôi, tính tiền bạn ơi. Ôi. À, tính tiền hả? Ủa rồi, anh có đem tiền không? Rồi, anh có đem tiền không? Không có tiền luôn giờ, có quạt thẻ gì chơi. Ủa, anh có không có tiền luôn hả? Không có tiền luôn. Rồi nhớ nhẫn thuật tàng hình. Ơi, chuyện cái gì vậy? Rồi, Kai ơi, mình sẽ trả tiền ngay nhá. Ok, 1, 2, 3, hey. Ui, cái gì vậy? What the hell? Kai, bị quên rồi. Tạm biệt Kai nha, mình đi đây. Chạy đâu, ui, hiện hình. Trời ơi bạn ơi, chết rồi bạn ơi. Mình đi ăn bánh mà mình quên, mình không đem theo tiền. Cho nên là ăn quá trời bánh kem luôn mà không có tiền trả. Trời ơi là trời, ôi, xui thiệt chứ. Ờ nhưng mà không sao, mấy bạn cứ yên tâm, mình về nhà mình lấy tiền mình đem rồi mình trả liền cho Kairon đây, mấy bạn yên tâm nha, đừng giận mình nha. Ok, để mình về nhà mình lấy tiền. Trời là trời, giỡn xíu mà. 1 2 1 2 1 2 1, tập thể dục cho sức khỏe dồi dào nào mấy bạn ơi. À mà khoan đã, rồi qua đây qua em nói nghe này nè. Trời ơi là trời, hồi sáng nay á anh có để ý không, Kairon á, ôi Kairon đứng bên kia luôn kìa. Hồi sáng nay á, Kairon á nói với em rằng là Kairon ăn cái gì cũng không thấy mập hết. Trời ơi trời, sao Kairon hay vậy anh? Anh có biết bí quyết của Kairon là gì không? Ủa thấy bình thường mà, anh cũng để anh ăn hoài luôn, anh cũng đâu có mập đâu. Trời ơi, anh thì chuyện bình thường rồi, rô ốm nhom nhách từ trước giờ rồi. Còn Kairon tự nhiên hay không? Kairon đang là một người kiểu to con, cái tự nhiên Kairon giảm cân được nhanh ơi là nhanh luôn. Em á thì em tập thể dục, chạy bộ hoài luôn mà có giảm cân đâu. Chắc chắn là Kai có bí quyết gì đó anh ạ. À. Ôi, em nói mày để ý nha, hồi trước Kairon nó cũng không phải thuộc dạng ốm đâu nha, mà giờ nó ốm nhom ba. Ừ. Có nghe nói hút mỡ. Ừ, em cũng nghi rằng là Kairon đi hút mỡ, đi phẫu thuật thẩm mỹ đi hút mỡ, em nghi vậy á. Ủa nhưng mà không được, em nghĩ là không vậy đâu, tại vì nó nguy hiểm lắm. Phẫu thuật thẩm mỹ rất là nguy hiểm luôn, cho nên em nghĩ rằng Kai không có dám đâu. Thôi, bây giờ thế này đi. Anh em mình sẽ cùng nhau sử dụng thuật tàng hình để đi vô trong nhà của Kairon và xem coi bí quyết Kairon là gì. Anh thấy vậy được không? Hợp lý. Hợp lý đúng không? Ok rồi. Bằng. Bây giờ bọn mình hãy đi rình anh. Đi. Ui, rồi. Kairon đang ở bên quán kìa. Bây giờ anh em mình tàng hình đi qua bên đó đi anh. Bây giờ anh chơi trước nha, từ núp vô rồi đâu có thấy. Ờ núp vô. Thiên linh để linh Chigo hiển linh chứ. Đó, tàng hình mất tiêu rồi. Ok, tới lượt em. Ôi, thật tàng hình. Ha. Đó, ok rồi. Đi. Bây giờ bọn mình tàng hình rồi. Bọn mình qua đi. Ok các bạn ơi. Bọn mình tàng hình rồi nè. Ok. Ê, trời ơi, chán quá. Thiệt tình hồi sáng giờ bán ế gần chết luôn mà còn gặp hai cái tên kia ăn mà quỵt tiền mình nữa. Rồi, đóng cửa đi về. Rồi, hình như cái đó anh đang nói đến anh em mình phải không anh? Buồn ghê, anh em mà quỵt không miếng tiền nó cũng nói nữa. Ừ, lấy có tí tiền làm ghê. Ồ đúng rồi, quên nữa, trước khi về á là mình phải gọi là cầm theo 100 cái bánh về nhà mình ăn nữa. Đây, đi về. Trời. Năm trời, cái bánh luôn kìa. Trời ơi mấy bạn ơi, Kairon ăn nó tận 100 cái bánh luôn. Trời ơi, vậy mà Kairon không mập, chắc chắn là phải có bí quyết gì rồi. Trời ơi trời, không thể nào mà mình bỏ qua được. Phải tàng hình lại thôi. Đi vô. Không thể nào mà bỏ qua được bí quyết này. Ok, đi vô. Ha 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 ha.
Chào ngài. Hello mấy cưng. Tôi đã quay trở về rồi đây. À thế à? Đúng rồi. Bây giờ ngài hãy hút hết những cái thức ăn mà hồi sáng giờ tôi đã tiêu thụ trong người đi, để tôi có thể ốm lại và sau đó trở thành sói cà sấu muối để cho cái thế giới ninja này nó trầm trồ đi. Trời ơi. Trời ơi, đô ra ngoài, em đã nghe nè, ra ngoài. Ui, hiện hình nhanh lên. Ui, Rô ơi, em biết rồi. Thì ra rằng Chiron ốm được là do là Chiron đã bị cái con quỷ mập mập trong đây nè. Nó hút hết chất dinh dưỡng của Kai rồi, trời ơi. Ôi con, em nghi rồi nha, con này hình như là quái vật béo phì anh ơi. Nó có nghĩa là bất cứ ai mà đưa linh hồn cho nó thì người đó dần dần sẽ bị ốm đi và sau đó là trở thành bộ xương và chết luôn á, hiểu không? Trời thế à, cái này là không thể ở được không à. Đường đường đến gia ta sao lại bán linh hồn cho quỷ dữ được. Không đúng được rồi, không? Anh biết sao không? Con quái vật này á, nó tên là quái vật béo phì là bởi vì con quái vật này nó rất là mập. Và tại sao nó lại mập? Nó mập là do nó hút chất dinh dưỡng của những người đã bán linh hồn cho nó. Em nghi rằng Chiron sau khi gọi là tự ti bản thân quá, Chiron đã bán linh hồn cho nó rồi anh ơi. Không được rồi, giờ mình không được rồi. Chiron nó bắt được một con quái vậy mà nó không chia cho anh em để anh đi kiếm con về cho Phong. Tào lao, anh bị điên hả? Con nó không phải là nó hút bình thường đâu, mà nó sẽ hút anh dần và anh sẽ chỉ còn lại còn bộ xương và anh sẽ chết luôn, hiểu không? Ui vậy không được đâu, Đúng rồi, như vậy là không thể nào được, mình phải cứu Chiron thôi, anh hiểu không? Dạ, sao cứu? 2 giờ sao cứu? À đúng rồi, cầm kim vô quýnh nó chứ sao. Wow. Ê bây giờ có cây đứng đó quýnh được không? Được chứ, bây giờ mình vô mình. Ơ nhưng mà khoan, có cây nó sẽ nguy hiểm cho cây ron lắm, mình phải vô mình thuyết phục cây ron trước, anh hiểu không? Ok, để anh vô quýnh luôn. Okay. Quýnh cây ron chứ, quýnh cây ron. Để em vô em thuyết phục cây ron cho. Để em cây ron ơi, cây ron. Phong vô, tại sao hai người lại ở đây hả? Trời ơi, tôi nói bạn nghe nè, bạn đã bị con quái vật này nó lợi dụng rồi. Nó đã lấy đi linh hồn của bạn rồi, bạn không còn là bạn nữa. Bạn hãy nghe lời bọn mình đi, hãy bỏ con quái vật này đi, nhanh lên. Bỏ sao? Tôi sẽ không bao giờ bỏ đâu. Miễn sao mà tôi có thể gọi là ốm lại, trở thành sói ca sáu búi là được rồi. Tôi sẽ bất chấp mọi thứ. Trời ơi, Rô ơi, Chiron bị con quái vật này mê hoặc rồi anh ơi. Bây giờ không còn cách nào nữa, đánh giết. Phải tiêu diệt thôi. Không được giết nó. Ơi, cái gì vậy? Anh ơi, Chiron, Chiron biến thành anh em sinh đôi với con này luôn rồi. Ta đã nói với các người là đừng hòng đụng tới nó. Chỉ rồi xong. Các người vẫn dám sao? Giọng Chiron biến thành gì luôn anh ơi? Chạy rồi, chạy. Người hãy mau chạy đi, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các người. Trời, bây giờ, ui nó đuổi theo sau lưng kìa. Anh, ơi, không được. Không thể nào để cho Chiron giết hại người dân trong làng được. Mình phải tiêu diệt Chiron. Ui trời ơi. Chạy. Mấy bạn ơi, không được rồi. Chiron đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Bọn mình nghĩ rằng bọn mình phải Cái con có định giết được ta sao? Ui Rồi. Trời ơi. Còn mày nữa, thằng nhóc kia. Trời ơi bạn ơi. Rô bị Chiron ăn thịt luôn rồi. Trời ơi chết rồi. Bây giờ sao đây? Chạy đôi. Ui ai. Rồi xong chết queo luôn. Trời ơi. Xong tôi luôn. Ui. Chiron à. Bọn tôi sống sao? Trời ơi. Sống dài hả? Ơi, anh ơi, Chiron hạ miệng nó, Chiron đòi đòi nuốt em vô bụng anh ơi. Trời ơi, chạy. Thôi được rồi. Thôi được rồi Chiron. Nếu như bạn đã gọi là bán linh hồn cho quỷ dữ rồi, bọn mình sẽ không nể bạn nữa đâu. Bọn mình sẽ tiêu diệt bạn. Được, nếu mà ngươi muốn như vậy thì nhào vô đi. Ôi rồi, em nói tiêu diệt thì thôi chứ em không biết tiêu diệt bằng cách nào. Chạy. Ôi, chạy anh ơi, chạy. Mà trở hơn mạnh hơn gấp 100 lần rồi. Yeah. Chạy, rô tàng hình, rô tàng hình. Chạy. Chúng đâu rồi? Ok. À. Cái Chiron không còn thấy mình nữa rồi. Chạy. Ui trời. Giỏi lắm. Nguy hiểm quá. Tìm được cái người thôi. Cái người mau xuống đây cho ta. Nếu mà cái người không xuống thì tất cả dân làng trong ngôi làng này sẽ đều bị ta ăn thịt. Trời ơi mấy bạn ơi. Rô ơi, bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ mình phải giết Chiron sao? Em không chịu đâu, em không giết Chiron đâu. Nó đang ăn thịt dân làng kìa. Trời ơi, Rô ơi, bây giờ làm sao đây Rô? Phong ơi. Gì anh? Anh nghĩ là cây kèo này mình không hề đánh cây con được, mình phải bắt con lại thôi Cam ông. Đúng rồi, phải nghĩ cách đúng bắt... rồi. Cây Ron là anh em của mình cho nên mình không thể nào mà mình giết cây Ron được. Mình phải bắt cây Ron lại chứ không được giết. Trời ơi trời, bây giờ làm sao đây ta? Cây Ron là quái vật... Em có cách rồi Rô ơi. Người giống anh đúng không? Em không biết rằng Rô có cái cách
chắc Kuro đang nghĩ có giống em hay không. Nhưng mà em nghĩ thế này, bây giờ bọn mình sẽ đào cái hố, sau mình sẽ bỏ xuống đó thật là nhiều đồ ăn, và sau đó cai nhảy xuống đó thì mình sẽ bắt cai lại, hiểu không? À, anh cũng nghĩ tới cái phương án đó. Ôi anh mình thường gia bắt lắm hay không? Hợp lý. Ok ok rồi. Đi. Ok. Quay. À, các ngươi cuối cùng cũng là chịu xuống rồi sao? Quái vật mập, hãy xem đây. Hả? Chạy. Các người lại chơi trò biến mất sao? Được, ta thích trò chơi này đó. Ok bạn ơi, bây giờ bọn mình và Rô đã đào xong gọi là cái hố này đó bạn ơi. Bạn coi nè, đó, một cái hố khá là sâu luôn. Ok, đúng rồi, anh lắp thêm đi. Đó, đúng rồi, được rồi. Một tí nữa, Kairon mà rơi xuống đây nè, bọn mình sẽ lắp cái hố này lại và mình sẽ chôn Kairon dưới bên dưới đây bạn ơi. À không, không phải là chôn, nhầm. Bọn mình sẽ nhốt Kairon bên dưới đây, để một tí nữa Kairon không thể nào mà trèo lên được. Đó, mình sẽ nhốt Kairon lại nha. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ chui xuống dưới đó để mình đặt mấy cái bánh kem xuống dưới đó nè. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, đặt nhiều luôn. Ok, đặt xong rồi. Đấy rồi. À, ha, anh đã bắt được xong rồi. Tào lao, anh nhốt em dưới đây làm gì? Tào lao. Ok, đem leo lên. Ê, khó leo quá ta. Hi. Đó, bắt cua hai lóc leo lên luôn. Ok, đào cục này nè. Trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là coi như đã xong rồi. Xong cái bẫy luôn rồi nè. Rồi, ok. Mình sẽ đặt một hàng bánh kem ở chỗ này nha. Đó, đặt như thế này. Ok, thì khi mà Kairon chạy đến đây các bạn, Kairon sẽ thấy rất là nhiều bánh kem, sau đó Kairon sẽ ăn hết đống bánh kem này, xong Kairon leo lên đây, Kairon lại thấy tiếp tục có bánh kem dưới đây và Kairon sẽ nhảy xuống đây, Kairon ăn luôn. Không đi, em thiếu cái bánh kem ở đây rồi. Đúng rồi, để em cái này nữa. Ok. Rồi, đó, xong, hoàn thành. Ok, bây giờ bọn mình đi dụ Kairon thôi anh ơi. Ok, ê cầm phải cung bí hộp đi bạn. Hả? À đúng rồi, quên mất phải dùng thuật tàng hình nữa chứ. Ok. Ôi, em thấy Kairon kìa, Người đây đó. À. Liêu. Là cái người đang ở đây sao? Liêu. Người ta. Liêu lại đây. Ủa nhanh vô nhanh lên. Tàn hình. Hả? Bọn chúng đâu rồi? U. Có đồ ăn ở đây nè. Đúng là đúng người ta đang cần mà. Ủa nó ăn kìa. Ủa coi có nó ăn kìa rồi, có nó ăn kìa trời. Ui. Ủa nó ăn kìa. Ôi. Ngon quá đi mà, ăn đưa nào. Ê, bánh kem của ta đâu? À. Ăn đi, yeah. Ăn đi, đúng rồi, ăn đi, đúng rồi. Lọt bẫy rồi, thiệt hình. Thì ra đây chính là một cái bẫy của các ngươi sao? Đúng rồi. Cái tên này. Đây chính là bẫy chứ còn gì nữa. Từ nay ngươi sẽ ở dưới đó và ngươi ăn bánh kem mãi mãi luôn nha. Bọn ta đi đây. Ok. Mấy tên nhóc kìa. Đứng lại. Trời ơi, nó còn muốn cắn em nữa kìa đâu. Trời. Ok, mấy bạn ơi, vậy là bây giờ bọn mình đã nhốt được Kairon lại rồi. Ok, bây giờ tiếp tục quay trở về nhà Kairon và tiêu diệt con quái vật mập ở trong nhà của Kairon thôi. Quái vật mập, mày dám biến bạn tao, Kairon bạn thân của tao, trở thành một người như vậy sao? Mẹ, bây giờ tao sẽ tiêu diệt mày. Rô, sẵn sàng chưa? Vô, mày hãy trả lại cái vật mập được cho tao. Yay. Trời, ok, nhào vô. Mày chết đi. Trời. Ủa rồi, tính ra anh là to mà sao anh nhào vô anh chết luôn rồi. Tao là bí thuật em ạ. Mày. Rồi xong tới lượt em chết rồi. Tức quá mà. Mày. Ơi, con này cháu quýnh không ơi. Anh ơi, con này cái mỡ nó dày quá, quýnh mãi không chết. Trời ơi, mày. Ây da, nó cắn em kìa. Ui, mày hả mày? Yes. Chết rồi bạn ơi. Yes. Ok, vậy là giết được nó rồi. Trời ơi, mừng quá. Ông khoan, mình giết được nó rồi. Vậy là Kairon có bình thường lại được không anh? Ui, quay lại thăm Kairon. Quay lại. Đi. Ui, không biết Kairon như thế nào rồi. Trời. Trời ơi, Rô ơi, nhanh lên. Kai ơi, là Kai đâu rồi? Kai trở lại bình thường rồi bạn ơi. Kai nó trở lại bình thường rồi. Trời. Ông đang nằm. Đây mới đúng là Kairon. Đây mới đúng là Kairon. Đào đất lên, cứu Kairon lên, nhanh lên. Kairon ơi. Cái gì vậy trời ơi? Ủa? Kairon đã trở lại bình thường rồi. Ủa Kai ơi, bạn có nhớ gì không Kai? Mình chỉ nhớ là hai bạn quỵt tiền mình á. Ôi trời. Ôi sao rồi, sao nó quên mất cái chuyện con quái vật rồi, mà sao nó nhớ cái chuyện mà mình quỵt tiền cái gì đó. Sao Kai nhớ dai vậy? Tại sao tôi lại dưới cái hố này mà bánh kem nữa. Ủa này bánh kem mà nhà tôi làm mà. Thôi lên đây tôi kể cho nghe. Lên đây. Thôi, nói chung á là chuyện dài lắm. Thôi được rồi, bây giờ miễn là Kai trở lại bình thường thì tôi vui rồi. Ôi, mấy bạn ơi, mệt ghê luôn á. Thật sự là mình rất là sợ luôn. Mình tưởng rằng là mình đã mất đi người bạn thân trong cuộc đời của mình rồi chứ. Ok. Gì anh? Cái câu chuyện mất đi bạn thân không đáng sợ đâu. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện kinh dị khác. Chuyện gì kinh dị? Em muốn nghe không Kai? Gì chuyện gì? Cái đống bánh đó là em ăn á. Ừ đúng rồi. Cái đống bánh này là cho Kai ăn á, chứ không phải cho mình ăn đâu. Đống bánh này là em ăn hả? Đúng rồi. Vậy là mình phải đi gặp ông ta mới được.
Ai 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 Kai ơi, Kai ơi, gặp ai bạn tính quay lại để gặp con quái vật mập mập đúng không? Không được đâu. Gì quái vật mập mập nào? Làm gì có quái vật mập mập nào? Ủa, ai? Hai người biết chuyện rồi hả? Bạn đừng giấu tôi nữa, tôi đã phát hiện ra nó rồi và bọn tôi đã tiêu diệt được nó rồi mới cứu được bạn đó. Cái nhưng mà đó là thứ để giúp tôi đẹp trai mà giờ không được. Bạn muốn đẹp trai thì bạn phải tập thể dục chứ không thể nào mà nhờ vào những con yêu quái như vậy được. Nhờ vào bọn nó thì bọn nó hút bạn thành cái xác chết luôn á. Trời ơi trời, không được đâu. Thôi được rồi, thôi mệt quá rồi, kệ Kai đi, nói chung là kệ Kai đi. Hey, trời ơi bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã cứu được Kairon nữa bạn ơi. Và bạn thấy rằng là con quái vật béo phì này nhìn nó có đáng sợ không nào, nó có kinh dị không nào, mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Và nếu như mấy bạn thấy thích tập này thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Siro cùng với Kairon và các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây bởi vì video khá là dài rồi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải rồi. Trả tiền bạn ơi, trả tiền bánh bạn ơi. Alo. Ủa? Gì ai biết vào? Tiền gì? Bye bye. Tiền gì? Ơi, ấy rô. Bánh hả? Bánh hả? Ok. Trả nè. Cái đầu ra, trả tiền bánh đi. Chạy bạn ơi, chạy.